Xin chào các bác, chào mừng các bác đến với kênh H2 Racing. Ê, hôm nay em xin phép gửi các bác một bài gọi là mổ bụng để xem ở bên trong chiếc Fimi X8SE này có những thành phần gì. Ê, chúng ta sẽ cùng review chi tiết nhé. Hôm nay em sẽ mở chiếc này ra để xem ở phía trong là nó cấu hình của nó sẽ như thế nào. Và chúng ta sẽ cùng so sánh với cả những chiếc drone khác từ DJI xem là chiếc Fimi này sẽ có những cái điểm gì ưu và nhược điểm so với những chiếc đó. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành tháo nó ra. Đầu tiên ý, là chúng ta sẽ tháo 4 con ốc, 2 con ở trên cánh và 2 con ở phía dưới để có thể mở được cái phần đầu của phần trên của chiếc Fimi này ra. Rồi, sau khi mở ra thì chúng ta sẽ thấy ở đây mặc dù là Fimi có quảng cáo là chiếc Fimi X8SE này có cảm biến chống va chạm ở phía trước, nhưng mà khi mà mở ra thì chúng ta sẽ thấy là chẳng có cái gì cả. Cái phần trước, cái phần này nó chỉ để trang trí thôi. Có thể là Fimi nó định trang bị cho X8SE nhưng mà chắc đến cuối cùng không kịp nên chắc là nó cũng bỏ luôn. Khi mở ra chúng ta sẽ thấy đầu tiên là phần main của gimbal và các cáp camera cũng như là cáp của gimbal. Ở đây cái phần cáp này em thấy là nó thiết kế cái kiểu của nó là khá giống với cả bọn DJI Mavic Pro 1 ấy. Tức là cái phần mà tín hiệu của cam ấy, thì nó sẽ có những cái đoạn dây điện bằng mảnh mảnh như này này. Còn với cả gimbal ấy, thì nó vẫn dùng cái cáp kiểu cáp nhựa như thế này. Thì thực sự mà nói là em không thích cái kiểu này lắm đâu. Tại vì là cái kiểu này, cái phần cáp nhựa này rất dễ là đứt. Gọi Mavic Pro 1 thì thay cáp gimbal liên tục. Nếu như mà nó mà làm tất cả đều những cái dây điện như thế này, giống kiểu Spark hay là của E ấy, thì sẽ bền hơn rất nhiều ấy. Gần như là chẳng bao giờ có thể đứt được, trừ khi bị đâm bị tai nạn thì không nói làm gì. Nhưng mà ở đây được cái ấy, là cái phần cáp gimbal này nó là cáp trong nên nếu mà có đứt thì chúng ta có thể xử lý được dễ hơn. Như cáp của Mavic Pro ấy, thì với cả của bọn Phantom ấy, thì nó màu đen xì cho nên là chẳng nhìn thấy gì có thể sửa chữa được cả, nên thường thì chúng ta chỉ thay luôn thôi. Ở đây thì chúng ta có khả năng có thể sửa được. Tiếp đến chúng ta sẽ tháo 4 con ốc ở phía trong và 4 con ốc ở phía sau. Tiếp đến chúng ta sẽ lật ngược lại và tháo nốt 4 con ở phía dưới bụng. Vậy là xong. Thế là chúng ta có thể mở ra thì chúng ta sẽ thấy ở phía trong của chiếc Fimi này luôn. Em đánh giá là cái kiểu thiết kế này tháo tương đối là dễ, không giống như bọn DJI thiết kế lằng nhằng tháo vất vả. Đây, chúng ta sẽ đến với phần bộ lòng của chiếc Fimi này. Thì đầu tiên là chúng ta có phần cảm biến siêu âm và phần cam để giữ độ cao hoặc để bay trong nhà. Ở trên dưới chúng ta sẽ có một cái main chính và một cái main chính, đồng thời ở phía dưới cùng phía dưới là có một main của điều tốc ESC. Phía dưới của ESC này ấy, thì có một cái main phụ. Cái main ý thì nó chạy thẳng về main chính. Cái main phụ này ấy, thì theo em nghĩ nhá, thì nó là để điều khiển ESC này, vì nó nối lên ESC mà. Đồng thời nó cũng nhận tín hiệu từ IMU cũng như là GPS. Nên chắc là Fimi nó thiết kế có một cái main phụ này cho nó dễ, để nó giảm tải cái main chính, để không phải thiết kế main chính quá to, để cho nó gọn lại thôi. Fimi này, cái main của bọn Fimi toàn màu xanh lá cây, nhìn trông hơi lởm, không như main của bọn DJI main màu đen nhìn chất lắm. Nhưng mà màu xanh này thì được cái là ví dụ sau này chúng ta có sửa, có mò ấy, thì nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Không như main của DJI màu đen xì, gần như là chẳng có thể mò được cái gì. Nếu không có sơ đồ rất là khó. Đây cũng là một điểm khá hay, em nghĩ thế. Rồi chúng ta sẽ đến phần main chính nhé.
bên chính ở cái mặt mặt này chia ra làm 3 phần, mặt sau cũng chia làm 3 phần nhưng cái mặt sau nó ít hơn, chủ yếu là cái mặt trên này thôi. Rồi ok. Đầu tiên là đến cái phần đầu tiên nhé. Chúng ta ở đây có một chip Umbrella A12 A2RH A1623. Chip này em có kiểm tra thì nó là chip xử lý hình ảnh 4K và chip này cũng hỗ trợ cả ổn định hình ảnh điện tử nữa. Bọn Mavic Pro 1 ấy là vẫn dùng cái chip xử lý hình ảnh này. Và tất nhiên là đời 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 trước đời này là đời mới. Và kể cả bọn GoPro nữa cũng dùng chip xử lý hình ảnh này. Cho nên là em khá là tin tưởng chất lượng của bọn Fimi này. Tiếp đến bên cạnh là chúng ta có một chip RAM SK Hynix 2GB DDR3L 2GB. Và chúng ta ở đây có thêm hai con IC nguồn. IC nguồn để chắc cung cấp nguồn cho bộ xử lý này thôi, không có gì cả. Theo là đến phần thứ hai, chúng ta có một chip xử lý chính ở đây là chip Owinetech R16. Chip này là chip dành riêng cho thị trường IoT ấy, Internet of Things ấy, tức là những thiết bị tự lái các thứ ấy. Nên là những chiếc drone như thế này dùng những chip như này là đúng quá, phải dùng những chip này nó mới có thể điều khiển được. Chip này có 4 nhân Cortex A7, hẳn 4 nhân luôn, card đồ họa Mali 400 MP2. Ở trên chip này chúng ta sẽ có một IC nguồn APX 223. Ở phía dưới của chip xử lý chính này là RAM cho chip, là một chip RAM Nania 1745. Chip này là một chip RAM DDR3L 4GB. Tiếp đến phần còn lại của bên, chúng ta có một chip chip Wi-Fi Atheros AR9342 DL3. Em có nghiên cứu thì cái chip này là một dòng chip cho chip Wi-Fi ấy, là một dòng chip cao cấp dành riêng cho thị trường doanh nghiệp, phát sóng rất là tốt, đồng thời có khả năng kháng nhiễu này và khả năng có thể đi khả năng truyền khá là truyền xa và khả năng xuyên qua các vật thể như kiểu là toàn những kiểu nhà kho nhà khách các thứ ấy, hoặc những thùng hàng thùng nước chuyên dành cho thị trường doanh nghiệp. Mà thị trường doanh nghiệp người ta đòi hỏi trong cái môi trường của doanh nghiệp ấy, thì nó có nhiều nhiều thứ, nhiều vật cản, nhiều máy móc, cho nên là em đánh giá đây là một chip khá là tốt chất lượng mà được Fimi trang bị cho chiếc X8 SE này, phải nói rất là ổn. Mặc dù vậy là hồi đầu Fimi nó không nói rõ là sử dụng công nghệ gì, nói lập lờ, em cứ tưởng nó là sử dụng ốc sinh giống như là cái của DJI Mavic Pro, nhưng mà khi bỏ ra thì mình biết rằng nó không phải là ốc sinh, nó chỉ là sử dụng sóng wifi thôi. Sóng wifi của con Fimi này ấy, thì nó chỉ có một băng tần là 5.8 thôi. Tiếp đến ở phía trên ta có một chip khuếch đại tần số MX85743, không có gì đặc biệt cả. Chúng ta có một chip RAM để cho chip Wi-Fi sử dụng là chip Nania 1737. Thì đây là một chip RAM DDR2 thôi, 512 MB. Chip Wi-Fi mà nó không 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 cần nhiều dung lượng như bọn kia đâu. Mặt dưới chúng ta cũng có 3 phần. Nhưng mà hai phần kia nó chỉ là những con chip, con tụ và cuộn cảm các thứ để chạy các cái con chip ở trên thôi. Còn một phần ở trong ấy, ở phần chip xử lý hình ảnh Umbrella ấy, thì ở phía dưới nó còn một con chip nhớ SK Hynix, đây cũng DDR3L 2GB. Vậy là chúng ta sẽ cái chip xử lý hình ảnh của con Fimi này nó sẽ có tổng là 4GB RAM. Ngoài ra ở phía trên có một chip như em không rõ nó là chip gì, nếu bác nào mà biết thì có thể comment ở phía bên dưới với em. Tiếp đến là chúng ta sẽ có con chip ở bên phần ESC 4 con, không có gì đặc biệt cả. Phía dưới của main ESC là một main phụ. Main này nó được trang bị một chip ARM STM32F765. Chip này là dùng nhân Cortex M7 và trên có một IC nguồn nhỏ nhỏ để chạy con chip này, FP1840, không có gì hết. Vậy thôi.
phía dưới của chiếc của main phụ này ấy, thì là IMU và module GPS, không có gì đặc biệt, còn hạng thế. Quay lại một chút về phần main của gimbal, thì khi mở main gimbal này ra, chúng ta sẽ phát hiện ba con chip để điều khiển gimbal cho ba trục. Ở mặt sau chúng ta có một chip xử lý nhân ARM để điều khiển gimbal này. Đây là chip ARM Cortex M4 xung 200 MHz. Ngoài ra ở phía trước của con Fimi này có một con cảm biến nhỏ nó lắp ở đây. Em không tìm được cái con này nó là con gì, thì nhưng em nghĩ, em đoán nhé, em đoán chắc nó là có con quay hồi chuyển hoặc là cảm biến góc gì đấy. Nếu bác nào biết thì có thể comment ở phía bên dưới giúp em. Chúng ta còn một cái quạt tản nhiệt nhỏ ở đây. Main nó làm rất là đẹp, mối hàn cũng rất là đẹp, mà tất cả những cái đầu rắc ấy, những cái chỗ rắc ấy, nó đều có những cái xốp để nó giữ cho rắc nó không bị tụt, và những cái đầu điểm hàn chẳng hạn, hoặc những cái chỗ rắc mà có thể tháo ra tháo vào ấy, thì nó đều có keo dính ở đấy, rất giống với DJI. Điểm này em rất thích, tại vì là chắc chắn như thế thì lúc mà bị, tại vì cái bọn này nó bay trên không, mình không nhìn thấy đâu, nó rung kinh lắm, nên là có những cái đấy thì rất là tốt. Kể cả cái phần chân bắt của main ấy, là mỗi cái chân là đều có một cái gioăng cao su giảm rung giống với cả bọn Mavic Air, nên là em đánh giá là độ hoàn thiện của bọn này khá là tốt. Đồng thời nhé, cái bọn X8SE này được Fimi nó rất ưu ái, nó trang bị cho rất nhiều phần cứng mạnh như những chip xử lý 4 nhân hoặc là những chip IoT, chip xử lý hình ảnh đều là những chip đời mới và được trang bị những bộ nhớ RAM lớn, dung lượng lớn, tốc độ cao. Em nghĩ là chỉ cần một vài bản update thôi thì chúng ta sẽ có được một chiếc máy bay bay rất là ổn định. Hiện tại em bay thì rất ổn định, không thấy có một vấn đề gì cả. Tuy nhiên ở trên forum nước ngoài thì có một số bác có báo về một số trường hợp là tự ứng dụng, thì chắc là do đen thôi, còn bình thường em bay chẳng có vấn đề gì cả. Ok, đó là clip của em. Hy vọng clip này sẽ giúp ích được cho các bác một chút. Nếu các bác thấy hay, hãy like và đăng ký kênh YouTube của em để xem thêm những video tiếp theo của em nhé. Vâng, xin chào, cảm ơn các bạn.